sau kỳ tích cùng đội tuyển Việt Nam góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, huấn luyện Park Hang-seo sẽ phải ngay lập tức lên kế hoạch chuẩn bị cho các cấp độ đội tuyển khi những giải đấu quan trọng sẽ diễn ra dồn dập trong 3 tháng cuối năm. Với đội tuyển Việt Nam, 6 lượt trận đầu tiên vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ diễn ra vào các ngày mùng 2 tháng 9, mùng 7 tháng 9, mùng 7 tháng 10, 12 tháng 10, 11 tháng 11 và 16 tháng 11. Bên cạnh đó, những chiến binh sao vàng còn hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm nay. Trong khi đó, U23 Việt Nam cũng sẽ chinh chiến ở đấu trường rất quan trọng là vòng loại U23 châu Á năm 2022. Giải đấu dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10. Có thể nhận thấy, khoảng thời gian diễn ra các giải đấu của hai đội tuyển khá trùng nhau. Đây sẽ là khó khăn và nỗi vất vả dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo trong việc phân bổ công tác huấn luyện. Đối diện nguy cơ rơi vào tình trạng quá tải, vì coi như cùng lúc phải càng đáng công việc nặng ở cả đội tuyển Việt Nam lẫn U23 Việt Nam. Trong đội ngũ các cộng sự, thầy Park vẫn còn hai trợ lý đắc lực là Lee Jung-jin và Kim Han-jun. Ở những đợt tập trung vừa qua, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng nhiều lần cắt cử trợ lý Kim Han-jun phụ trách U23 Việt Nam để bản thân kiểm tra, theo dõi và có thời gian tập trung hơn cho đội tuyển quốc gia tại từng giải đấu cụ thể. Phương án này từng cho thấy hiệu quả đợt tập trung cùng lúc hai đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam hồi cuối năm 2020 để chuẩn bị cho trận giao hữu nội bộ. U22 Việt Nam do sự dẫn dắt của trợ lý Kim Han-jun tỏ ra không hề lép vế trước các đàn anh ở đội tuyển quốc gia, cho thấy khả năng phối hợp của ban huấn luyện đạt hiệu quả. Cánh tay phải Lee Jung-jin chứng minh là người thay thế xứng đáng cho huấn luyện viên Park Hang-seo trong một số trường hợp. Tại vòng loại World Cup 2022, vị trợ lý này đã thay thầy Park trên băng ghế chỉ đạo và truyền tải đầy đủ ý đồ chiến thuật và thổi lửa vào tinh thần các cầu thủ. Việc huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ thể hiện vai trò thế nào trong những chiến dịch sắp tới sẽ là bài toán khó cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng hy vọng vào tài cầm quân, liệu cơm gắp mắm của chiến lược gia người Hàn Quốc.